chú bộ đội vì nhường những doanh trại đơn vị cho mọi người đi cách ly, nên bây giờ phải ngủ ở sông, ở suối, nếm mật nằm gai. Các bác lãnh đạo đảng thì ngày đêm phải suy nghĩ ra những quyết sách tối ưu nhất để đẩy lùi dịch bệnh, mang lại hạnh phúc cho dân. Những bác sĩ, những chiến sĩ áo trắng thì ngày đêm miệt mài chữa trị cho bệnh nhân, hết lòng yêu thương bệnh nhân. Những giọt nước mắt ly biệt, những ngày ngóng trông để được trở về gia đình nhỏ của mình. Thật tự hào khi Việt Nam ta có những người anh hùng thầm lặng đến vậy. Có lẽ thế mà ngày hôm nay em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, sâu nặng nhất đến những người anh hùng thầm lặng. Ngọn lửa khát khao sẽ không bao giờ tắt, ước mơ bùng cháy đến mấy rồi cũng sẽ trở thành sự thật. Triệu con tim cùng hòa chung một nhịp, the decision to win the blade.